Vậy là sim 4G của nhà mạng FPT đã ra đời và hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm cực kỳ mới cho người dùng. SIM 4G của nhà mạng FPT sử dụng sóng 4G của nhà mạng Mobifone, vậy nên sẽ đảm bảo được tốc độ truy cập mạng cực kỳ mạnh và ổn định trên toàn quốc. Vậy nên ta có thể hiểu được bất cứ nơi nào có sóng của Mobifone thì ta có thể sử dụng được SIM FPT này. Để mua, chúng ta có thể ra trực tiếp cửa hàng để gặp nhân viên hỗ trợ và tư vấn, hoặc có thể là giống như mình mua trực tiếp trên trang web fpt.vn để có thể được chọn số. FPT hiện nay có 3 gói cước chính. Đầu tiên là gói cước Flex 69, cũng là gói cước mình đang trải nghiệm, với 4GB data trên ngày và miễn phí truy cập vào ứng dụng FPT Play, mà phí gia hạn chỉ có 69k trên tháng mà thôi. Gói cước thứ hai là gói cước Flex 88 với 5GB data trên ngày kèm theo 150 phút gọi ngoại mạng và 50 phút gọi nội mạng, và giá để có thể là gia hạn hàng tháng chỉ có là 88k mà thôi. Và gói cuối cùng chính là gói Flex 120. Đây được coi là gói bán chạy nhất của nhà mạng FPT và cũng được coi là gói có nhiều ưu đãi nhất. Với 6GB data trên ngày, 120 phút gọi nội mạng, 60 phút gọi ngoại mạng và free truy cập ứng dụng FPT Play. Thật ưu đãi đúng không nào? Để đăng ký SIM 4G của nhà mạng FPT, các bạn có rất là nhiều cách. Các bạn có thể ra trực tiếp cửa hàng, hoặc là truy cập vào website, hoặc là gọi lên tổng đài. Hiện nay, FPT đã hỗ trợ hai loại SIM 4G, SIM vật lý và cả eSIM cũng hỗ trợ luôn. Giờ thì quay lại với trải nghiệm của mình. Mình đang trải nghiệm gói cước Flex 69 và nhận thấy đây là một em SIM với ưu đãi data cũng khá là nhiều, mà gói cước cũng lại cực kỳ rẻ. Tốc độ truy cập mạng thì cũng khá là ổn định. Ngoài ra cũng có nhược điểm, như là do tính chất công việc của mình thì hay phải đi công tác ở mọi nơi, vậy nên là đôi lúc ra ngoại ô thành phố thì tốc độ truy cập vào mạng của em SIM FPT này hơi chậm và hơi lag một chút. Chung quy lại, SIM của nhà mạng FPT sẽ phù hợp cho các anh chị em nào sử dụng mạng không quá nhiều mà muốn một em SIM giá tầm trung, phục vụ đủ nhu cầu giải trí hay là học tập thì FPT là một lựa chọn không tồi. Đây chính là trải nghiệm cá nhân của mình. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment cho mình biết với nhé.